23 mánh khóe làm giàu khôn ngoan, mà người thành công nắm chắc, kẻ bình thường không hay. Kính thưa quý vị và các bạn, người thành công hiểu rằng, muốn kiếm tiền nhanh chóng, đổi đời thì nên học hỏi từ những người thành công đi trước. Có câu, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, ý nói, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Bạn phải có một sự quan tâm nhất định với đồng tiền, thích tiền thì tiền áp thích bạn. Xin lưu ý, đây tuyệt đối không phải chủ nghĩa lấy sự sùng bái kim tiền làm trung tâm, mà là định luật vận hành của kim tiền. Không tin thì bạn hãy thử nhìn xem. Tất cả người giàu đều rất thích tiền, đều có thể chơi với tiền thật vui vẻ như Bill Gates, Warren Buffett và George Soros. Bạn phải nhớ rằng, kiếm tiền thực chất rất dễ dàng đối với họ. Những người giàu thì họ phải động não rất nhiều, chứ không phải lao đầu vào làm một cách mù quáng, và rồi tiền mới đến với họ. Đây chính là nền tảng tư tưởng của những người kiếm nhiều tiền và những nhà triệu phú. Bạn không thể không nhìn nhận. Làm việc chăm chỉ không bao giờ có thể giàu có, làm việc khôn ngoan mới nhanh giàu. Và cách làm khôn ngoan nhất là làm theo người giàu. Thật vậy, cách kiếm tiền như người giàu, và đặc biệt khôn ngoan nhất là làm theo người giàu nhất. Còn thắng hay thua là phụ thuộc vào cách vận dụng của mỗi người. Trong video này sẽ bật mí những mánh kiếm tiền khôn ngoan của người giàu. Bản thân tôi cũng đang học hỏi và áp dụng vào sự nghiệp kinh doanh của mình. Cho dù chỉ có thể học hỏi và áp dụng được một vài ý tưởng, rất có thể chúng hữu ích đối với bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. 1. Đừng nên kinh doanh những gì mà mọi người đều khẳng định và tán đồng. Bởi kinh doanh những gì mà đến kẻ ngốc cũng khẳng định, thì bạn nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội sao? 2. Đừng bao giờ làm tổn thương lòng tự trọng của người nghèo. Không nên kinh doanh với người nghèo và không có chí. Không phải là xem thường họ. Vấn đề nghèo không phải vì không có tiền, mà là vì đầu óc chưa mở mang, thậm chí không muốn mở mang. 3. Kinh doanh có lãi mới là bằng chứng thép. Còn kinh doanh không có lãi, dù nói gì đi chăng nữa cũng mất công. 4. Đừng bao giờ nói xấu hay hãm hại người khác. Bởi nếu bạn nói xấu hay hãm hại người khác, thì người khác cũng sẽ nói xấu và hãm hại lại bạn. Đừng kinh doanh những gì vi phạm đạo đức và pháp luật. Đạo đức là bất diệt, bạn phải luôn không ngừng tự mình vươn lên. 5. Kinh doanh những gì mà bạn hiểu và biết rõ về nó. Hợp tác kinh doanh hoặc xây dựng mối quan hệ. Hợp tác kinh doanh với những người hiểu bạn, thích bạn. Đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. 6. Không nên đố kỵ với những người xuất sắc hơn bạn, mà hãy học hỏi họ. Không nên coi thường, khinh miệt những người kém cỏi hơn bạn, bởi sông có khúc, người có lúc. 7. Xây dựng thói quen cảm ơn và biết ơn. Càng biết ơn, cảm ơn người khác, bạn sẽ nhận được càng nhiều. Nếu không, bạn sẽ thất bại hoặc mất đi càng nhiều. 8. Có ý tưởng gì thì hãy lập tức ghi chép lại và lập tức hành động. 9. Hãy đối xử tốt với vợ của bạn, bởi sự cổ vũ động viên cũng như ủng hộ của vợ có sức sát thương lớn hơn rất nhiều so với 1.000 cuốn sách khích lệ tinh thần. 10. Người bạn thực sự sẽ là người luôn cảm thấy vui vì từng sự tiến bộ nhỏ của bạn. Bạn làm bất cứ việc gì, họ cũng đều sẽ cổ vũ và ủng hộ bạn. 11. Có rất nhiều dự án kinh doanh kiếm tiền. Hãy nhớ rằng, không được tham lam, nhất định phải tập trung, tập trung và tập trung. 12. Không có việc kinh doanh kiếm tiền vĩnh cửu, sống nhờ ưu tư, chết vì an lạc. Hãy ghi nhớ và ghi nhớ điều này. 13. Hãy tích cực phát hiện ưu điểm của bạn đồng hành, bởi phần lớn bí mật kinh doanh kiếm tiền đều nằm ở chỗ bạn đồng hành. 14. Tên gọi của chúng ta chính là thương hiệu, bởi vậy chúng ta nhất định phải quý trọng thương hiệu của chính mình. 15. Kiếm tiền không thể dựa vào vận may, mà phải dựa vào thực lực hay chính là các tố chất tổng hợp.
16. Xây dựng thói quen tiết kiệm tiền bạc, dù mỗi ngày chỉ tiết kiệm được 1.000, 2.000. Vấn đề mấu chốt ở đây không chỉ là số tiền, mà là thói quen. 17. Hãy nghĩ nhiều tới việc làm thế nào để dự án kinh doanh của bạn nhanh chóng có được lợi nhuận liên tục. 18. Người đàn ông không thể nuôi sống dự án kinh doanh của mình thì sẽ không thể nuôi sống gia đình của mình. Không thể nuôi sống gia đình thì chưa nên kết hôn. 19. Kinh doanh phải nhẫn nại, giống như việc nuôi dạy con trẻ vậy. Nếu như không hiểu, không nên giả vờ là hiểu. Không biết hay chưa hiểu thì hãy nên học nhiều, hỏi nhiều, như vậy mới có nhiều cơ hội kiếm tiền. 20. Mỗi dự án kinh doanh bên cạnh bạn đều cần phải nghiên cứu và nghiên cứu. 21. Dù dự án kinh doanh của chúng ta có ngầu đến mức nào thì đều không phải là vốn tự hào của chúng ta. Đợi đến khi nó đứng vững được trên thị trường chứng khoán, tự hào cũng chưa muộn. 22. Hãy là một người thầy để phóng thích giá trị của mình một cách điên cuồng. 23. Những người kinh doanh online có lãi đều không phải là những người thông minh, mà là một nhóm những người có thể kiên trì đến cùng, chịu được cô đơn và sự cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 23 mánh khóe làm giàu khôn ngoan mà người thành công nắm chắc, kẻ bình thường không hay. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.